Vâng, xin chào quý vị nhé. Lại là Phan Thiên ở đây. Hôm nay Phan Thiên cũng quay một cái clip từ trên cao nhìn xuống của một vùng gần giáp biên giới, đó là Đắk Lắk So, thì được Đắk Nông vị nhé. Vâng, trước mặt kia là một vòng xuyến của trung tâm Bút So. Thank you.